Cảm ơn, xin chào mừng quý vị đang quay trở lại chương trình Nhờ Kế Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Và trong chương trình ngày 11 tháng 5 hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những thông tin mới nhất về giá vàng, tỷ giá ngoại tệ, giao dịch chứng khoán và những phân tích chuyên sâu cùng với chuyên gia. Thưa quý vị, mở đầu phần 1 sẽ là những thông tin về thị trường vàng. Trước những số liệu thảm hại về báo cáo dữ liệu việc làm ở Hoa Kỳ được công bố vào tuần trước thì đã có những bất đồng trong quan điểm dự báo về xu hướng giá vàng trong tuần này của các chuyên gia cũng như là các nhà phân tích trên trang vàng Kitco News. Tuy nhiên thì xu hướng dự báo cho việc tăng giá vàng vẫn chiếm ưu thế. Theo đó, 6 trong số 11 cử tri phố Wall, tương đương 55%, cho biết họ dự đoán vàng tăng giá trong tuần này. 3 cử tri hoặc 27% kêu gọi giá thấp hơn, trong khi 2 hoặc 18% là vàng đi ngang. Trong khi đó, 750 phiếu đã được bỏ trong một cuộc thăm dò trực tuyến trên Main Street. Tổng cộng có 67% số phiếu cho rằng vàng sẽ tăng trong tuần này, 19% cho biết vàng sẽ giảm và 15% còn lại cho biết là vàng đi ngang. Như vậy có thể thấy rằng mặc dù các chuyên gia dự báo rằng xu hướng vàng tăng giá chiếm hơn một nửa số người khảo sát, tuy nhiên rằng việc dự báo vàng giảm giá hoặc là vàng đi ngang thì vẫn chiếm tỷ lệ không ít và thậm chí nhiều hơn cả trong 2 tuần phiên liền trước. Và như vậy thì họ có quan điểm ra sao thì hãy cùng với Ngọc Mai theo dõi. Richard Baker, biên tập viên của báo cáo khai thác mỏ Urca nhận định. Covid-19 đã làm giảm nhu cầu vàng vật chất ở Trung Quốc và Ấn Độ. Một số ngân hàng trung ương cũng đã giảm bớt các giao dịch mua mới, ví dụ như ở Nga. Các khoảng trống này đã được lấp đầy bởi các nhà đầu tư đang tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn. Điều này làm cho vàng trở nên nhạy cảm hơn với các động thái trên thị trường chứng khoán. Nhìn về phía trước, sự biến động của giá vàng sẽ được dự kiến tiếp tục. Tôi tin rằng có khả năng vàng sẽ lên mức 1.750 đô la Mỹ trong tuần này. Đồng quan điểm với xu hướng tăng còn có George Jero, giám đốc điều hành của RBC Wealth Management. Ông cũng dự báo rằng vàng tiếp tục rơi vào xu hướng tăng giá trong tuần này, khi những số liệu tồi tệ về người thất nghiệp được công bố vào thứ Sáu. Trong khi đó, Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cao cấp của RGO Futures cho biết, ông tìm kiếm một sự thoái lui trong tuần này, mặc dù ông vẫn đồng tình xu hướng tăng giá về dài hạn trong tương lai vẫn chưa kết thúc. Nguyên văn ông chia sẻ rằng, vàng tương lai đã giảm xuống dưới mức 1.700 đô la một số lần và bật lên trở lại. Nhưng mỗi lần, kim loại có xu hướng tăng một mức cao thấp hơn. Như vậy, về mặt kỹ thuật, có vẻ như nó bắt đầu suy yếu, mặc dù có những số liệu cho thấy về dài hạn, tương lai nó sẽ tăng cao hơn. Nhưng tôi nghĩ tuần này, nó sẽ tạm dừng và phá vỡ mức tăng một chút. Philip Strabo, chiến lược gia trưởng thị trường của Blue Line Futures, thể hiện quan điểm trung lập trong tuần này, vì vàng như đang đứng tại một ngã tư đường. Xu hướng kim loại sẽ xoay quanh các yếu tố thị trường đang và sẽ diễn ra. Có thể sẽ có một sự bán tháo trong chỉ số đô la. Điều này có xu hướng củng cố vàng do mối quan hệ tỷ lệ nghịch. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư kiên định lập trường trước những số liệu thảm hại mà nền kinh tế đang đối mặt và tiếp tục đổ dồn vào cổ phiếu, thì tương lai vàng sẽ bị khuất phục bám dính tại ngưỡng 1.700 đô la một ounce. Với những quan điểm trái chiều của các chuyên gia và các nhà phân tích tại phố Wall và Main Street thì dự báo rằng vàng sẽ có một tuần giao dịch đầy biến động trong tuần này. Sau phiên tăng vọt mạnh mẽ thêm 22,8 đô la Mỹ một ounce vào cuối tuần, ghi nhận lúc 11 giờ ngày 11 tháng 5 hôm nay, giá vàng thế giới giao ngay đã giảm lại 10,6 đô la Mỹ, xuống mức 1.704,7 đô la Mỹ một ounce chiều mua vào và 1.705,2 đô la Mỹ một ounce chiều bán ra. Giá vàng vẫn bám trụ neo mình trên ngưỡng cao kỳ vọng 1.700 đô la Mỹ một ounce. Quy đổi theo giá đô la Mỹ ngân hàng có giá khoảng hơn 47 triệu đồng một lượng, thấp hơn khoảng 1,3 triệu đồng so với vàng trong nước. Giá vàng đã tăng mạnh từ giữa tháng 3, từ 1.470 đô la Mỹ lên 1.700 đô la Mỹ một ounce. Một số chuyên gia nhận định vàng có thể tăng cao hơn trong năm nay nếu dịch Covid-19 không được kiểm soát triệt để. Mức giá có thể trong khoảng 1.800 đến 1.850 đô la Mỹ một ounce. Và mặc dù rằng kim loại quý khép lại với một phiên tăng giá vào cuối tuần trong bối cảnh là có hơn 20 triệu việc làm tại Mỹ bị mất vào tháng 4 năm 2020, tuy nhiên thì giá vàng tương lai vẫn quay đầu giảm nhẹ vào phiên cuối tuần. Kết thúc phiên giao dịch trên sàn Kitco, giá vàng giao tháng 6 giảm 16 đô la Mỹ, tương đương 0,9% xuống 1.702 đô la Mỹ một ounce sau khi dành phần lớn thời gian giằng co trong phiên. Tuần qua hợp đồng này đã tăng không đáng kể. Ngoài ra, có một báo cáo rằng các nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã có một cuộc điện đàm cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, đã giúp thúc đẩy nhu cầu các tài sản rủi ro như chứng khoán và kìm hãm bớt đà tăng của vàng.
Cuộc điện đàm này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa chấm dứt thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1. Trong số các kim loại cùng sàn, giá bạc vào tháng 7 tăng 0,7% lên 15,47 đô la Mỹ một ounce, qua đó góp phần nâng tổng mức leo dốc trong tuần lên gần 5%. Hợp đồng bạch kim vào tháng 7 tăng nhẹ 0,7% lên 767 đô la Mỹ một ounce, trong khi đó hợp đồng palladium vào tháng 6 cũng tăng 0,5% lên 1.800 đô la Mỹ một ounce. Chuyển sang những cập nhật chi tiết về giá vàng trong nước ghi nhận trong phiên đầu tuần ngày 11 tháng 5 vào lúc 11 giờ thì tiếp đà giảm của vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng quay đầu giảm nhưng được ghi nhận là giảm nhẹ chỉ trong khoảng từ 300.000 đồng trở xuống. Ghi nhận đầu tiên ở công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC giảm đồng loạt 150.000 đồng một lượng ở cả hai chiều trên khắp các tỉnh thành trong phiên hôm nay. Cụ thể, giá một lượng vàng SJC mua vào tại Hồ Chí Minh là 47.800.000 đồng, còn bán ra là 48.250.000 đồng một lượng. Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán vẫn giữ tại ngưỡng 450.000 đồng một lượng. Ở thị trường Hà Nội, chiều bán ra nhỉnh hơn Hồ Chí Minh 20.000 đồng một lượng. Ở các tổ chức kinh doanh vàng tư nhân tại Việt Nam cũng ghi nhận đà giảm rất ít. Có tổ chức không ghi nhận sự tăng giảm nào so với chốt phiên cuối tuần trước. Đơn cử như công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG giữ nguyên giá cả hai chiều trong phiên mở cửa đầu tuần hôm nay, chiều mua vào ở mức 47.800.000 đồng một lượng, chiều bán ra là 48.400.000 đồng một lượng, biên độ mua bán là 600.000 đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cũng giữ mức giá chiều mua vào một lượng SJC ở cả hai thị trường ngang với giá của PNG là 47.800.000 đồng một lượng, nhưng chiều bán ra lại thấp hơn giá ở PNG, chỉ dao động trong mức 48.120 đến 48.150.000 đồng một lượng. Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý SJC thì đang niêm yết giá mua vào bằng nhau ở ngưỡng 47.820.000 đồng một lượng. Chiều bán ra ở Bảo Tín Minh Châu lại thấp hơn Phú Quý 40.000, giữ tại ngưỡng 48.140.000 đồng một lượng. Riêng tại Mỹ Hồng đang là tiệm vàng có giá chiều mua vào cao nhất trong mặt bằng chung, nằm tại mức 47.900.000 đồng một lượng, còn chiều bán ra là 48.250.000 đồng một lượng. Ngưỡng giá giao dịch vàng miếng SJC tại các ngân hàng cũng ghi nhận đà giảm trong khoảng 50-300.000 đồng một lượng. Trong phiên hôm nay, Sacombank là ngân hàng đang giữ giá chiều mua vào thấp nhất mặt bằng chung, nằm tại mức 47.650.000 đồng một lượng. Chiều bán ra lại cao nhất ở ngưỡng 48.500.000 một lượng. Ngược lại, Eximbank lại là ngân hàng niêm yết giá chiều mua vào cao nhất ở ngưỡng 47.850.000 đồng một lượng, trong khi giá chiều bán ra lại thấp nhất ở mức 48.100.000 đồng một lượng. Chênh lệch mua bán chỉ giữ tại mức 250.000 đồng. Với TP Bank Gold thì giữ mức chiều mua vào bằng nhau trên cả hai thị trường tại ngưỡng 47.770.000 đồng một lượng. Chiều bán ra ở Hồ Chí Minh thấp hơn Hà Nội 30.000, nằm tại mức 48.170.000 đồng một lượng. Như vậy thì trong phiên mở cửa đầu tuần hôm nay, hầu hết các doanh nghiệp tổ chức kinh doanh vàng bạc đều giữ giá chiều mua vào dưới ngưỡng là 48.000.000 đồng một lượng. Trong đó thì các tổ chức kinh doanh tư nhân đang có giá mua và bán tốt nhất trong mặt bằng chung của thị trường. Và ngoài ra thì giá chênh lệch mua bán tại các tổ chức kinh doanh tư nhân này chỉ giữ trong khoảng tầm từ 350.000 đồng trở xuống. Đến với một vài thông tin chi tiết về giá vàng nhẫn, giá vàng nữ trang bố số 9, giá vàng 24K, giá vàng 18K, giá vàng 14K, giá vàng 10K được niêm yết tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC trong phiên hôm nay ngày 11 tháng 5. Tuy rằng mặt bằng chung giá vàng miếng ghi nhận sự quay đầu giảm trong phiên đầu tuần ngày hôm nay, thế nhưng thì giá vàng nhẫn bố số 9 và giá vàng nữ trang lại đứng yên bất động. Đến với một vài thông tin chi tiết về giá vàng nhẫn, giá vàng nữ trang 4 số 9, giá vàng 24K, giá vàng 18K, giá vàng 14K và vàng 10K, niêm yết tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC trong phiên hôm nay ngày 11 tháng 5. Tuy rằng vàng miếng ghi nhận sự quay đầu giảm giá trong phiên đầu tuần, nhưng vàng nhẫn 4 số 9, giá vàng nữ trang lại đứng yên bất động, không thay đổi so với phiên cuối tuần. Theo đó, giá vàng nhẫn 4 số 9, 1 chỉ đến 5 chỉ giữ nguyên giá mua vào tại mức 46.100.000 đồng một lượng, nhưng chiều bán ra có giảm nhẹ 100.000 đồng so với phiên cuối tuần, xuống ngưỡng 46.850.000 đồng một lượng. Chênh lệch mua bán tiếp tục được thu hẹp xuống mức 750.000 đồng một lượng. Tương tự, giá vàng nữ trang 4 số 9 cũng đứng yên cả hai chiều, nằm ở mức 45.800.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 46.650.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Biên độ mua bán là 850.000 đồng một lượng. Giá vàng nữ trang 24K, giá vàng 18K, giá vàng 14K và giá vàng 10K cũng không ghi nhận sự tăng giảm nào so với phiên cuối tuần như số liệu được cập nhật trên màn hình.
Với tình hình giá vàng nhẫn bốn số 9, giá vàng nữ trang đứng yên bất động trong mở cửa phiên đầu tuần ngày hôm nay cũng đã chứng minh được một thực trạng mà các chuyên gia đã phân tích cũng như FBNG đã đưa tin trong phần đầu của chương trình. Đó là vì đại dịch Covid-19 đã làm đóng băng toàn bộ những giao dịch hàng hóa, đặc biệt là nhu cầu sắm sửa và mua bán nữ trang tại các nước châu Á. Sau đây là bảng giá ở chiều mua và bán được niêm yết ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 11 tháng 5. Không có sự tăng giảm nào ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên giao dịch thông qua ở đồng đô la Mỹ. Giá 1 đô la Mỹ mua vào là 23.175 đồng và bán ra là 23.650 đồng. Ở đồng euro ghi nhận đã giảm so với chốt phiên cuối tuần. Giá 1 euro mua vào là 24.459 đồng, giảm 20 đồng và bán ra là 25.972 đồng, giảm 21 đồng. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng ngày 11 tháng 5 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.252 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ, giảm 10 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần 1 của chương trình Giờ Cá Sổ, và quý vị đừng rời khỏi màn hình nhé, bởi vì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần 2 của chương trình, phần điểm tin. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi phần 2 của chương trình Giờ Cá Sổ. Và trong phần này thì hãy cùng với Ngọc Mai điểm qua những diễn biến mới nhất trong phiên giao dịch chứng khoán ngày hôm nay trên khắp các thị trường, cũng như là những thông tin của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Mở đầu sẽ là những thông tin của các doanh nghiệp trong nước. Thưa quý vị, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, ngân hàng Exim Bank mã chứng khoán là EIB đã quyết định giảm nhiều chỉ tiêu kinh doanh vào năm 2020. Cụ thể thì mục tiêu lãi trước thuế trong năm nay ước đạt 1.318 tỷ đồng, dù tăng 20% so với thực hiện năm 2019, nhưng thấp hơn 40% so với kế hoạch tạm giao hồi đầu năm. Dư nợ tín dụng cũng giảm còn khoảng 122.000 tỷ đồng, huy động vốn được điều chỉnh giảm 8%, đạt 147.800 tỷ đồng, nợ xấu cũng được kiểm soát dưới mức 2%. Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2020 cũng khá là lạc quan khi mà lãi trước thuế tăng 31% so với cùng kỳ năm 2019, đạt gần 460 tỷ đồng, lãi sau thuế tăng 30% lên 366 tỷ đồng. Tổng tài sản của Exim Bank đến cuối tháng 3 là gần 157.200 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng giảm 4% còn khoảng 107.800 tỷ đồng. Huy động tiền gửi khoảng 129.100 tỷ đồng, giảm hơn 7%. Nợ xấu ở mức hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Exim Bank có gần 1.851 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 1.815 tỷ đồng quỹ tổ chức tín dụng và 156 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Theo báo cáo tài chính vừa công bố trong quý 1 năm 2020, doanh thu thuần của công ty cổ phần Hoàng Hà, mã chứng khoán là HHG, đã giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 33,4 tỷ đồng. Trong quý này, thì HHG đã chi 3,4 tỷ đồng cho chi phí tài chính, 5,6 tỷ đồng cho quản lý doanh nghiệp, nên kết quả lỗ ròng khoảng 15,3 tỷ đồng. Cao hơn rất nhiều so với con số lỗ 1,3 tỷ đồng của quý 1 năm 2019. Đây cũng là mức lỗ nhiều nhất của công ty này kể từ khi niêm yết. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, thì HHG đang gánh khoản nợ hơn 159 tỷ đồng, trong đó gần 110 tỷ đồng nợ ngắn hạn và gần 49 tỷ đồng nợ dài hạn, khiến HHG phải trả hơn gần 3,8 tỷ đồng lãi suất vốn vay. Quý vị thân mến, ngày 18 tháng 5 tới đây thì công ty cổ phần lương thực thực phẩm Safoco mã chứng khoán là SAF sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2019. Trong đó thì trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%, trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 8% và phát hành cổ phiếu thượng tỷ lệ 19%. Số cổ tức bằng tiền năm 2019 được chi trả vào ngày 29 tháng 5 năm 2020. Với 7,9 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Safoco sẽ chi trả khoảng 23,8 tỷ đồng cho đợt chi trả này. Ngoài số cổ tức bằng tiền, Safoco sẽ phát hành khoảng 2,14 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức và chia thưởng cho cổ đông tổng tỷ lệ 27%, giá trị phát hành theo mệnh giá khoảng 21,4 tỷ đồng. Về kế hoạch kinh doanh năm 2020 thì Safoco đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.070 tỷ đồng, đi ngang so với kết quả đạt được năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 55 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 30%. Trên thị trường thì cổ phiếu SAF hiện đang giao dịch quanh mức 64.500 đồng một cổ phiếu.
Dự kiến vào ngày 5 tháng 6 tới đây thì công ty cổ phần FPT mã chứng khoán là FPT sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ là 10%. Với vốn điều lệ hơn 6.800 tỷ đồng, dự tính FPT sẽ chi khoảng 680 tỷ đồng cho đợt cổ tức sắp tới. Bên cạnh đó thì FPT cũng chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%. Sau khi phát hành thêm thì dự kiến vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên trên 7.800 tỷ đồng. Về kết quả kinh doanh trong quý 1 vừa qua, FPT ghi nhận doanh thu tăng trưởng 17% lên hơn 6.600 tỷ đồng. Lĩnh vực công nghệ đóng góp 54% vào cơ cấu doanh thu, lãi sau thuế hợp nhất của FPT trong quý đạt 937 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng ông A chuyển sang một vài thông tin của các doanh nghiệp trên thế giới. Thưa quý vị, nhà sản xuất động cơ máy bay Rolls-Royce Holdings đang cân nhắc cắt giảm 15% nhân lực bởi khách hàng cắt giảm sản xuất do đại dịch COVID-19. Quy mô của động thái này đã được nội bộ quản lý cấp cao đề cập nhưng không có nghĩa là đã được phê duyệt và vẫn còn nhiều cuộc đàm phán cần phải được thực hiện. Trước đó, Financial Times đã đưa tin rằng Rolls-Royce đang chuẩn bị sa thải tới 8.000 trên tổng số là 52.000 người lao động. Con số chính thức sẽ được thông báo vào cuối tháng 5 năm 2020, khi đó công ty sẽ cập nhật danh sách nhân viên. Vào tháng trước thì Rolls-Royce đã loại bỏ những mục tiêu và cổ tức cuối cùng của mình để đối phó với sự bùng phát của dịch COVID-19. Giám đốc điều hành của công ty Warren S. cho biết, vào tháng 4 năm 2020 thì Rolls-Royce sẽ xem xét cắt giảm chi tiêu bằng tiền mặt, bao gồm lương của nhân viên trên toàn cầu đi 10% trong năm nay. Quý vị, 4 Apple Store tại Thụy Sĩ của Apple có thể sẽ mở cửa trở lại vào ngày 12 tháng 5 tới, sau khi dừng hoạt động từ hồi trung tuần tháng 3 trong nỗ lực nhằm kiềm chế sự lây lan của virus corona. Apple đang dần dần công bố lịch mở cửa Apple Store ở nhiều quốc gia trên thế giới trong tuần qua, và đây đều là những nơi đã phần nào kiểm soát được dịch bệnh và số ca nhiễm mới mỗi ngày có chiều hướng giảm xuống. Những Apple Store hoạt động trong giai đoạn này sẽ phải tuân thủ theo những hướng dẫn nghiêm ngặt để đảm bảo sự an toàn cho nhân viên, khách hàng nói riêng và cộng đồng nói chung. Cụ thể thì chúng sẽ chỉ tập trung vào hoạt động cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng trong lúc khách hàng được khuyến nghị mua sắm trực tuyến. Trải nghiệm trong cửa hàng của khách hàng có thể bị gián đoạn, đồng thời số lượng khách hàng trong cửa hàng tại một thời điểm sẽ bị gián đoạn vì yêu cầu giãn cách xã hội. Theo Nikkei thì Mazda Motor đã đề nghị một khoản vay trị giá 300 tỷ yên, tương đương khoảng 2,8 tỷ đô la Mỹ từ ba ngân hàng lớn nhất của Nhật Bản và các tổ chức tài chính khác do chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Tính đến tháng 12 năm 2019, Mazda sở hữu số vốn gần 500 tỷ yên và khoảng 63 tỷ yên giá trị chứng khoán. Ngoài ra thì tập đoàn xe hơi này còn có các khoản hỗ trợ tín dụng trị giá 200 tỷ yên từ ngân hàng Sumitomo Mitsui và các tổ chức tài chính khác. Tuy nhiên, dòng tiền tự do của hãng xe này trong năm 2019 cũng rơi vào khoảng âm 130 tỷ yên. Các hỗ trợ tài chính mới sẽ giúp Mazda tái sản xuất sau khi dịch COVID-19 kết thúc. Doanh số bán hàng trong tháng 2 của hãng đã giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 3 cũng đã giảm với mức là 33%. Các nhà máy của nhà sản xuất ô tô này tại Nhật Bản và nước ngoài đã phải tạm dừng hoạt động kể từ ngày cuối tháng 2. Triển vọng bán hàng của công ty tại Nhật Bản và Bắc Mỹ cũng không khả quan. Trong tháng 2, Mazda đã hạ mức doanh số dự kiến đến tháng 3 xuống còn 1,5 triệu xe, giảm 60.000 chiếc so với năm 2019. Và vào tháng 11 năm 2019, thì Mazda đã điều chỉnh triển vọng lợi nhuận hoạt động xuống 60 tỷ yên, giảm 27% so với báo lại 110 tỷ yên của năm 2018. Tỷ phú Elon Musk mới đây đã lên tiếng chỉ trích hạt Alameda ở bang California vì chính quyền hạt ngăn cản Tesla mở cửa trở lại nhà máy duy nhất của hãng ở Mỹ. Thậm chí, Musk đe dọa sẽ chuyển sang nhà máy sang bang khác và ngừng sản xuất tại đây. Và giờ sau khi CEO của Tesla viết lên Twitter rằng công ty sẽ kiện hạt Alameda vì ngăn cản Tesla mở cửa nhà máy trở lại vào thứ Sáu vừa rồi, Tesla đã đâm đơn kiện lên tòa án quận ở San Francisco. Theo đơn kiện thì lệnh cấm của chính quyền hạt là không phù hợp với quy trình và khiến hoạt động kinh doanh có ý nghĩa quan trọng đối với sự giàu có của nước Mỹ lâm vào tình cảnh khó khăn. Gọi các lệnh đóng cửa hoạt động kinh doanh có liên quan đến virus corona là chủ nghĩa phát xít. Musk cho biết Tesla sẽ suy nghĩ có tiếp tục sản xuất xe hơi ở Fremont, California nữa hay không, dựa vào việc công ty được đối xử như thế nào trong thời gian tới. Khi Musk nhắc đến chuyện tìm nhà máy ở nơi khác để sản xuất, một chuyên gia phân tích đã ước tính Tesla có thể tăng thẳng dư lợi nhuận hoạt động thêm 8% nếu chuyển sang nơi có chi phí rẻ hơn. Nhưng nếu đột ngột dứt áo ra đi khỏi California vì quan hệ bất hòa, Musk đứng trước nguy cơ mất đi những khách hàng đã đăng ký mua hơn 70.000 chiếc xe điện mới do Tesla sản xuất mỗi năm trong 2 năm qua. Thưa quý vị, chứng khoán Mỹ khởi sắc trong phiên cuối tuần ngày 8 tháng 5. Cho dù số việc làm bị mất trong tháng 4 đã đạt kỷ lục, nhưng vẫn thấp hơn mức dự báo. Thêm vào đó là căng thẳng thương mại Mỹ-Trung được xoa dịu đã làm cho tâm lý nhà đầu tư trở nên tích cực hơn.
Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 1,9% lên 24.331 điểm, đóng cửa gần với mức cao nhất trong phiên. S&P 500 tăng 1,6% lên 2.929 điểm, trong khi Nasdaq tăng 1,5% dừng tại 9.121 điểm. Cả ba chỉ số chính đều ghi nhận mức tăng đầu tiên trong 3 tuần qua. Ở tuần này, Dow Jones và S&P 500 lần lượt tăng 2,5% và 3,5%, trong khi đó Nasdaq tăng 6%. Mới đây, Bộ Lao động Mỹ cho biết số lượng việc làm bị mất trong tháng trước đạt mức cao kỷ lục hơn 20,5 triệu lượt, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt từ 4,4% lên 14,7%. Đây là những con số lớn kỷ lục kể từ sau Thế chiến thứ hai. Trong khi đó, các nhà kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones cho thấy dự kiến sẽ có 21,5 triệu việc làm bị mất và tỷ lệ thất nghiệp sẽ là 16%. Phố Wall ghi nhận đã tăng mạnh nhất từ mức thấp trong tháng 3 khi các nhà đầu tư kỳ vọng lớn vào việc mở cửa trở lại nền kinh tế và nhiều công ty công nghệ có doanh thu vững chắc, ngay cả khi ngừng hoạt động. Mới đây, Apple cho biết họ sẽ mở cửa trở lại các cửa hàng bắt đầu vào tuần tới, sẽ thực hiện kiểm tra thân nhiệt và giới hạn số lượng khách hàng đến cùng một lúc. Cho đến bây giờ, S&P 500 đã hồi phục hơn 30% từ mức thấp kỷ lục khi thị trường biến động vì dịch bệnh và chỉ còn thấp hơn 13,6% so với mức cao kỷ lục. Nasdaq cũng đã tăng hơn 35% so với mức thấp kỷ lục và hiện tăng 1,6% trong năm 2020. Thị trường châu Á đã có phiên giao dịch đầu tuần tích cực với những tín hiệu lạc quan về sự mở cửa trở lại của các nền kinh tế. Và ngay cả khi Mỹ vừa công bố báo cáo thất nghiệp tăng kỷ lục trong tháng 4. Khép phiên, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông, Trung Quốc dẫn đầu mức tăng trong khu vực châu Á với 1,72%, đạt mức 24.602 điểm. Chỉ số Shanghai của Trung Quốc cũng tăng nhẹ 0,13%, lên 2.894 điểm. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,41%, lên mức 20.390 điểm. Chỉ số Topic cũng ghi nhận mức tăng 1,64%. Chỉ số ASX 200 của Úc cũng ghi nhận dấu hiệu tích cực với mức tăng 1,48%, chốt phiên với 5.461 điểm. Ở chiều ngược lại, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,27% xuống 1.935 điểm. Nhìn chung, chỉ số MSCI châu Á cũ Nhật Bản tăng 0,91%. Thưa quý vị, chỉ số VN Index tiếp tục duy trì xu thế tăng tích cực trong phiên giao dịch đầu tuần. Dòng tiền vì vậy cũng đang đổ mạnh vào thị trường. Thị trường tăng tốc ngay từ đầu phiên giao dịch. Các cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò khá tốt cho sức bật này của thị trường. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng tỏ ra khá nổi bật với khả năng hút mạnh dòng tiền. Hoạt động giao dịch trên sàn diễn ra vô cùng sôi động khi mà tâm lý của nhà đầu tư đã trở nên hưng phấn hơn. Chuyển sang phiên chiều, diễn biến tích cực trên thị trường tiếp tục được giữ vững, xu thế tăng tại các cổ phiếu lớn vẫn là động lực chính cho sắc xanh của chỉ số. Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, VN Index tăng gần 1,8% lên mốc 828,33 điểm. Chỉ số HN Index của sàn Hà Nội cũng tăng 1,41%, đạt 111,57 điểm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần 2 của chương trình Nhà Cái Sổ. Và ngay sau đây, Ngọc Mai xin mời quý khán giả cùng chuyển sang phần 3 để gặp gỡ chuyên gia. Ngọc Mai xin chào mừng quý vị đang quay trở lại với phần 3 của chương trình Nhà Cái Sổ. Và trong phần này, hãy cùng với Ngọc Mai gặp gỡ anh Nguyễn Hoàng Niên đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng để lắng nghe những phân tích của anh trong phiên giao dịch chứng khoán ngày hôm nay, ngày 11 tháng 5. Dạ, xin chào anh Niên. Thưa anh, thì chứng khoán tăng điểm khá là hưng phấn trong phiên giao dịch đầu tuần, cả về điểm số lẫn thanh khoản. Về điểm số thì đã tăng hơn 10 điểm. Tuy nhiên thì thị trường đã tăng liên tiếp 4 phiên, như vậy thì cổ phiếu nhà đầu tư mua vào tuần trước cũng đã về đến tài khoản trong tuần này. Vậy thì theo anh, điều này có làm các nhà đầu tư trở nên dè dặt hơn trong những phiên giao dịch tới hay là không? Thì trước khi mà mình nói về tâm lý của những nhà đầu tư có thể dè dặt hay không trong những phiên sắp tới, thì chúng ta hãy điểm qua một số dữ liệu từ những phiên vừa rồi. Thì đầu tiên thì trong sáng hôm nay thì thị trường đến buổi trưa thì thanh khoản đạt tới 3.600 tỷ, cao hơn 200 tỷ so với mức 3.400 tỷ của thứ sáu tuần trước. Thì nhưng mà những thanh khoản lớn như vậy chỉ tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn và một số cổ phiếu cụ thể như là giao dịch của BC One. Cổ phiếu này thì dịch khối ngoại đã bán 23 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn khoảng 400 tỷ đồng. Ngoài ra thì thanh khoản tập trung vào một số nhóm ngân hàng như là MB, VB Bank hay là CTG. Thì có thể thấy rằng thanh khoản ở đây thì tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư lớn. Thứ hai thì thị trường đã tăng 4 phiên liên tiếp, thì nhà đầu tư cá nhân đã mua tuần trước thì cổ phiếu đã về tài khoản. Tuy nhiên, nếu mà nhìn về giá trị giao dịch thì có thể thấy rằng là vào hôm thứ sáu vừa rồi thì nhà đầu tư cá nhân đã bán ròng hơn 1.400 tỷ. Thì lực mua đối ứng ở đây là các tổ chức lớn, trong đó khối tự doanh của các công ty chứng khoán là mua hơn 1.000 tỷ. Thì có thể thấy rằng là các nhà đầu tư cá nhân phần lớn đã chốt lời, còn việc các khối tự doanh thực hiện việc mua ròng trái ngược với là những động thái trước đó bán ròng của họ vào tháng trước. Thì có thể thấy rằng thì chưa có lý do hay thông tin chính thức về việc này. Tuy nhiên thì tôi vẫn đứng ở quan điểm rằng
là các khối tự doanh đang mua những cổ phiếu, trong đó tập trung vào các cổ phiếu trong nhóm VN Diamond và HOSE để công bố nhằm phục vụ cho đích phái sinh, đồng thời cũng như để xây lập các quỹ chỉ số. Thì từ hai điều này có thể thấy rằng là nhà đầu tư cá nhân họ đã chốt lời vào phần lớn vào thứ sáu tuần trước. Thứ hai là thanh khoản của thị trường vào tuần trước và tuần này phần lớn tập trung cho các tổ chức lớn. Chính vì vậy thì tâm lý của nhà đầu tư đã dì dặt và có thể sẽ dì dặt trong phiên sắp tới. Bên cạnh đó thì số liệu cho thấy dòng tín dụng lãi suất thấp đã được các ngân hàng giải ngân, hơn 600.000 tỷ đồng đã được giải ngân mới. Thì không biết là điều này giúp ích gì cho dòng tiền chảy vào chứng khoán cũng như là cổ phiếu các doanh nghiệp được vay và cổ phiếu các ngân hàng thưa anh? Đầu tiên hãy nói về ngân hàng. Thì đi kèm với gói tín dụng này thì ngân hàng cũng giảm lãi suất và nới lỏng các điều kiện cho vay. Thì việc giảm lãi suất và nới lỏng các điều kiện cho vay sẽ ảnh hưởng đến hoạt động các ngân hàng. Một số ngân hàng đã cơ cấu lại thời gian trả nợ, đồng thời giảm các chi phí thanh toán và chi phí giao dịch cho các đối tượng được vay. Và chính vì vậy mà sắp tới là thu nhập từ phí, thu nhập từ lãi vay và các khoản thu hồi nợ xấu của doanh nghiệp có thể sẽ giảm. Thì quý 1 vừa rồi, kết quả kinh doanh các ngân hàng chưa thực sự thể hiện được điều này. Thì có lẽ sắp tới, kết quả kinh doanh quý 2 sẽ thể hiện rõ điều này hơn. Và chính vì vậy mà kết quả kinh doanh quý 2 sắp tới có thể theo chiều hướng không được tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu mới nhất thì có hơn 147.000 doanh nghiệp được nhận gói hỗ trợ tín dụng này. Các doanh nghiệp nhận hỗ trợ tín dụng này dùng số tiền này để phục vụ cho việc cơ cấu lại tài chính công ty mình, đồng thời chi trả các chi phí cố định. Thì việc dịch bệnh diễn ra là ảnh hưởng đến đầu ra các công ty và vấn đề doanh thu. Gói hỗ trợ này chỉ giúp cho các công ty về vấn đề về chi phí. Chính vì vậy có thể nói rằng là cái gói hỗ trợ này chỉ tác động về mặt chi phí chứ không giúp công ty phát triển. Thì từ hai ý trên có thể nói rằng là gói hỗ trợ tín dụng này về mặt ngắn hạn có thể sẽ giúp cho thị trường chứng khoán tăng do các tin tức, nhưng về mặt dài hạn sẽ không tác động nhiều đến dòng tiền chảy vào chứng khoán. Còn đối với các doanh nghiệp thì cổ phiếu các doanh nghiệp thì nó sẽ phụ thuộc vào các hoạt động của các doanh nghiệp. Thì dòng tiền này sẽ chỉ giúp ích cho việc về chi phí, còn việc doanh thu với các quản trị của công ty thì sẽ khác. Dạ vâng, và bên cạnh đó thì liên quan đến thị trường bất động sản, đầu tư cũng có nhiều khởi sắc ở nhiều phân khúc hút tiền. Vậy thì không biết là anh có thể đưa ra một vài nhận xét cũng như là dự đoán của mình về chia sẻ dòng tiền chứng khoán cũng như là cổ phiếu doanh nghiệp chứng khoán được không ạ? Thì bất động sản và chứng khoán là những cái tài sản mà người ta đầu tư vào với kỳ vọng sẽ mang lại tăng trong tương lai, sẽ mang lại lợi nhuận cho mình. Thì việc dòng tiền chạy vào kênh bất động sản ở một số phân khúc thì cũng có thể hy vọng rằng dòng tiền sẽ chạy vào kênh chứng khoán. Nói một chút về các bất động sản. Thì về một số phân khúc bất động sản có một sự suy giảm nhất định trong quý 1 vừa rồi ở các phân khúc như là đất nền, nhà ở hay chờ chung cư căn hộ. Nhưng ở các condotel hay là bất động sản nghỉ dưỡng thì có một sự tăng trưởng nhất định. Thì có thể thấy rằng nhà đầu tư ở trong một số phân khúc đã bắt đầu thực hiện động tác bắt đáy hoặc là vẫn tiếp tục đầu tư vào mình khi nhìn thấy được giá trị của các bất động sản. Ngoài ra thì các nhà phát triển bất động sản còn bắt đầu phát triển xuống các thành phố vệ tinh, khu xoay Long Thành hay các khu công nghiệp như là Biên Hòa hay Đồng Nai. Thì việc dòng tiền chạy vào bất động sản cũng kỳ vọng sẽ chạy vào các chứng khoán. Thì chính vì vậy mà thị trường chứng khoán có thể phục hồi nhờ vào sự di chuyển dòng tiền. Thì các cổ phiếu có thể tăng trưởng cùng với thị trường chứng khoán có thể kể đến như là SSI, HSC là những công ty top đầu của thị trường chứng khoán. Ngoài ra thì trong một số doanh nghiệp bất động sản, chúng ta có thể để ý đến doanh nghiệp bất động sản là Vincom Retail và chứng khoán là VRE. Thì VRE có một số lợi thế nhất định so với các doanh nghiệp cùng ngành, với các trung tâm thương mại nằm ở những vị trí đắc địa. Ngoài ra thì mô hình kinh doanh của VRE với 4 mô hình kinh doanh là Vincom Plaza, Vincom Mega Mall, Vincom Cộng, Vincom Center thì hầu như đáp ứng được hết tất cả các phân khúc khách hàng của mình. Thì ngoài ra thì tuyến Metro sắp đến được khởi công và đưa vào vận hành, có thể kỳ vọng rằng sự mua sắm của các người dân sẽ tiếp tục được thực hiện và cùng với các những vị trí của mình tại Vincom thì doanh thu của Vincom sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Yên rất là nhiều với những chia sẻ ngày hôm nay. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình và kết sổ cũng đã hết. Cộng Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Cảm ơn sự đồng hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình và kết sổ tiếp theo.